Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Vios có năm sản xuất 2012, phiên bản số sàn máy 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát 14A 04733. Chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác xem này. Vâng, sơn xi của chiếc xe màu vàng cát các bác nhé. Chiếc này là Toyota Vios bản e xịn, trang bị 4 bánh đa năng đúc, tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Một mẫu xe lồi đồng cối đá các bác nhé, mang thương hiệu Nhật Bản, bản sedan hai đầu, máy 1.5, 100 cây chưa đang tầm 6 lít đến 6 lít rưỡi trên 100 cây số các bác nhé. Hai cụm đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Đấy, một chiếc Toyota Vios sản xuất 2012, số sàn máy 1.5, sơn xi của nó rất là đẹp luôn các bác nhé. Bản sedan hai đầu, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân. Mang biển kiểm soát Quảng Ninh các bác nhé. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau. Còn đây là phần dàn lốp của xe các bác nhé. Đó, lốp dẹp rất là ok. Phần cua lốp này, cua lốp thì không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox chrome. Chân kính. Và sau đây em sẽ tiến vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe này. Nội thất rất là ok. Đây là phần bậc lên xuống, hốc và lề. Phần cột kèo, cột kèo keo chỉ nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân. Dòng này đi cực lành các bác nhé. Còn đây là phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng sau bên phụ qua này. Táp lô táp đi của nó rất là đẹp. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Phần keo chỉ, đó, keo chỉ zin. Trần của nó là trần lỉ nguyên bản theo xe, trần lỉ các bác nhá. Đấy, hai quả loa phía sau các bác này. Âm thanh vũ trường cực hay. Một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2012, số sàn máy 1.5 máy xăng các bác nhá. Còn đây là phần ghế da đằng trước các bác này. Bô lăng méo, trang bị hai túi khí, một cho người lái với một người ngồi bên phụ. Túi khí ABS đầy đủ. Đầu Toyota nguyên bản theo xe. Còn đây là phần hốc và lề này. Đó, rất là ok. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm zin, zin nguyên bản coi nhá. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Hốc và lề. Táp lô táp ly của cánh cửa đằng đằng trước bên phụ các bác này.
Còn đây là phần hốc ở đây. Đấy, khung cánh cửa. Phần keo chỉ các bác nhá. Keo chỉ zin đều tấm tóc luôn. Đó, rất là ok các bác nhá. Tích hợp xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, cục xoè nguyên bản theo xe. Đấy, bốn của lốp của nó khá là đều nhau các bác này. Sơn xi của nó sáng bóng sạch sẽ các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios Club sản xuất 2012. Phiên bản là số sàn. Máy 1.5 máy xăng các bác nhá. Đây là phần dàn lốp đằng sau xe các bác này. Đấy, đằng sau bên lái các bác nhá. Tay lắm mở cửa đây. Đây là phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng đằng sau bên lái các bác này. Đấy, keo chỉ. Keo chỉ nguyên bản nhá các bác nhá. Tất cả khung cánh cửa bằng cây xuống này. Rất là đẹp luôn. Phần cột kèo này. Cột kèo đi bấm nguyên bản theo nhà máy sản xuất các bác nhá. Và sau đây em sẽ tiến vào nội thất cho các bác xem này. Đây là phần bô lăng các bác nhé. Đây em sẽ lổ máy lên này. Đấy, máy đã lổ các bác nhé. Lổ rất là êm. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, khó khiển theo xe này. Bảng tổng của gương kính chỉnh điện, gương kính cụt xòe các bác nhé. Mặt đồng hồ nó này các bác này, không báo một lỗi gì các bác nhé. Rất là trơn tru. Đấy, đây là phần hốc bản lề các bác nhé. Táp lô táp ly của cánh cửa đằng trước bên lái các bác này. Phần khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhé. Phần keo chỉ này, keo chỉ zin các bác nhé. Keo chỉ zin nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân. Đây là phần tất cả đinh bấm giằng giật. Đó, nó nguyên bản các bác nhé. Đinh bấm giằng giật đằng trước bên lái các bác nhé. Phần tem mác này. Đấy, hốc bản lề của nó chưa hề động đến kale mở lết. Nội thất thì cực tươi luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác này. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó rất là rộng rãi các bác nhé. Đấy, tất cả đinh bấm, máng nước nguyên bản, keo chỉ
lắp cốp các bác nhá. Lỗ của nó tròn zin này. Đấy các bác xem. Rất là ok. Ở đây là phần là lớp sô cua các bác nhá. Phần là sàn xe này. Không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2012. Bản này bản E xịn các bác nhá. Đây này các bác này, gương cụp xòe này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Đấy. Chỉnh điện các bác nhá. Đó. Rất là ok. Kính bên xuống. Phần chắn nắng này. Mở lên có cả gương trang điểm các bác nhé. Gương chiếu hậu này. Phần đèn trần. Rất ok. Âm thanh vũ trường. Đó. Rất là đẹp các bác nhé. Tất cả những cái ốp cột này khít khít luôn. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Vios các bạn. Máy móc lổ rất là êm, khô ráo sạch sẽ các bạn nhé. Đấy, khô ráo sạch sẽ. Đây là phần ụt lửa sóc này. Tất cả ốc ba. Máy lổ rất là êm. Một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2012. Đấy, quạt gió đang hoạt động này. Máy lổ rất là êm các bác nhé. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2012, số sàn máy 1.5, con này là bản E xịn các bác nhé. Rồi, keo chỉ, lắp capo, tem mác thân máy sản xuất. Lỗ của nó tròn zin các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2012, form 2013, mắt thâm vành chì bô lăng méo. Trước này bên em đang chào bán với giá là 265 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì anh nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.